Chào các bạn, hôm nay mình là Du, thì hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn các bạn làm cái app đọc truyện. Thì đây là thì như lần trước mình đã hướng dẫn các bạn làm nào để lấy ra từ cái lấy những cái linh ảnh từ cái thằng API rồi, đúng không? Thì lần này ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn là tạo cái database và tạo ra cái API kiểu online để mình có thể sửa kết nối với SQL để sửa kiểu kiểu vậy, đúng không? Thì như hai cái danh sách video trước thì mình có cho các bạn là dùng cái thằng 00 web hot này, web hot free để sử dụng, đúng không? Thì nó sẽ tạo ra cho các bạn một cái thằng SQL, một cái thằng cơ sở dữ liệu đấy. Thì vào đây thì mình sẽ tạo mới ra thêm một cái bảng nữa, hay là bảng ảnh ảnh đó sẽ được mà ăn theo từng chat một, ăn theo từng cái chat ở trong cái thằng trong cái bảng chat này đấy. Thì mình sẽ tạo ra đây một cái bảng gọi là ảnh nhé đấy. Thì thứ nhất bao giờ cũng thế, sẽ có cái ID, nó môn rồi thực hiện. Tiếp theo nữa là thằng ảnh, mình sẽ để cho nó là text. Và tiếp theo nữa là thằng ID chat, bởi vì mỗi một chat trong này, mỗi một chat nó sẽ có một cái ID, và một chat còn nhiều ID, và một ảnh thì chỉ có một chat. Đây là mối quan hệ gì nhỉ? Một nhiều đấy. Thì lần này ở đây mình sẽ tạo ra cho nó một cái có nghĩa là nó sẽ các cái ảnh nó sẽ có cái ID chat ăn theo cái cột ID của cái bảng chat này. Thì ở đây thì thằng này mình có thể in nó ID chat không đấy. Đấy thì mình sẽ thực hiện này, tạo ra một bảng ảnh trước này. Đợi tí nha, nó đang tạo cho mình rồi, đang xử yêu cầu rồi. Ok đó, thì bảng bây giờ bảng cái lần này mình sẽ tạo ra một cái list ảnh cho chat có ID là 15 đó. Đây bây giờ ví dụ, đây bây giờ ví dụ ở đây mình sẽ bảng ảnh này, đây chèn vào thêm thêm vào một cái list ảnh có ID 15. À, một nghĩa là có ID chat là 15. Ok, rồi ID chat để thêm đây. Rồi, cột ID mình đã tự tăng, và có cột ảnh thì mình sẽ lấy ra từ thằng này, mình sẽ lấy ra từ thằng này. Đó, copy C. Rồi, rồi thực hiện. Hồi đơn giản thôi, bây giờ mình sẽ copy cái câu SQL này. Đấy, mình bước vào mình sẽ vào cái logtech cộng này. Và mình sửa lại một chút. ID của chuyện thì vẫn là 15. ID của chuyện thì vẫn là 15. Đấy, thêm vào cho nó một vài cái ảnh. Đấy, từ ảnh này. Nó sẽ địa chỉ kia này, đấy, paste lên. Rồi, thêm một này, hai này, ba này, bốn này, năm này, sáu này, bảy, tám, chín, bảy này, tám này, đấy, chín này. Đó, Ctrl A, Ctrl C. Có nghĩa là mình sẽ copy cái câu insert này và mình vào trong cái thằng SQL này. Vào trong cái đoạn trích của cái chỗ thằng SQL để thêm 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 vào các ảnh, các cái trường trong cái bảng ảnh này. Đấy. Và tất tần tật cái ảnh này đều có cái ID chat là 15, bởi vì mình sẽ thêm ảnh cho cái thằng này. Đó. Thực hiện này. Rồi, nó đã thực hiện xong cho mình.
Tôi thực hiện xong lại khá tin xuất xong mấy cái dòng này cho mình. Ok. Thì bây giờ công việc tiếp theo của mình là mình sẽ đêm mình có hoa rồi. Mình có nghĩa là các bạn vào trong cái trang cái hoa đi bạn vào cái mục quản lý file nhá. Vào mục quản lý file ấy. Nếu mình nhấn tải file lên thì sẽ ra được cái trang quản lý file các bạn đây, chính là trang này. Thì ở hai cái nick video trước mình hướng dẫn các bạn là cái nick video đầu tiên là cái API lấy chuyện đúng không? Tiếp theo đó là cái API lấy chat đúng không? Thì đây nhá, các bạn copy kích vào đây. Bạn copy cái lấy chat cho mình, các bạn chuyển cho nó thành lấy ảnh. Mình chỉ cần sửa lại một kẹo thôi là xong. Đấy, copy. Rồi xong. Thì sang bên phần lấy ảnh nhá. Thứ nhất là khi mình muốn lấy ra được cái ảnh tức ảnh này của một chat thì thứ nhất cái mình cần truyền lên là cái ID chat nhá. Mình cần gửi lên cho cái server biết là mình cần lấy tất cả các ảnh của cái chat vào. Thì nên là sang cái trang web của mình, thứ nhất đây là cái thằng này cũng là cái ID chat đó. Rồi sau đấy mình sẽ xóa cái thằng constructor của mình đi, xóa nó cho để mình đi. Rồi tiếp đến là khi mà select khi mà đến thực hiện cái câu lệnh select vào trong cái bảng chuyện này thì bảng ảnh này thì thứ nhất mình sẽ phải sửa, thứ nhất mình muốn select đến vào cái bảng ảnh đấy, các bạn sửa cái tên bảng bạn select. Và thứ hai là cái ID chat, để mình sửa ID chat này. Và thứ hai nữa là cái trường, cái điều kiện mình muốn lấy hết ảnh của cái chat có ID là bao nhiêu thì mình sẽ có ID là bao nhiêu thì ID mình đã lấy ra được rồi, mà nhưng thì bây giờ mình sẽ phải sửa tên của cái trường này thành ID chat chính là cái tên của cái trường mà mình vừa tạo đây này. Đó, trường ID chat này. Đó. ID chat. Rồi xong, sau khi đấy xong, khi mà thực hiện được cái câu lệnh xong ấy, thì vào trong này đây các bạn sửa cái này thành cái rằng cái chưa thôi, các bạn chả phải sửa đâu, xóa hết cái thằng này đi đây, copy này, xóa hết thằng này đi, paste lên ạ. Rồi và khi mà các bạn thực hiện câu lệnh này xong nhé, nó trả ra cho các bạn một cái bảng dạng kiểu như thế này, và cái trường mà mình muốn lấy ra coi là cái trường linh ảnh nha. Đó, cái trường linh ảnh nha. Đấy. Thì cái trường linh ảnh này nó có cái code tên của cột nha, cột ảnh, nên là khi mình muốn lấy ra thì mình ở đây mình sẽ đi thêm những thay sửa cái cột mình muốn lấy ra cột ảnh, và mình nhét những cái sạc trinh này, những cái chuỗi này vào trong cái thằng con này của mình, và sau đó mình xuất ra hạn dưới dạng gì xong đó đấy. Giữa từ này nó chỉ theo sau đó các bạn đến xếp. Ôi dùng hàng khó đi nữa. Dùng hàng khó đi đôi khi nó khổ lắm đấy. Chưa kịp lưu cốt mất bố rồi. Ừ. Tôi lại phải cốt lại. Cô lại là mình cô đi cô lại cho nhựa là không sao cả. Mà không ra thì mình luôn rồi. Cuộc sống không nói trước điều gì. Cô đến rồi cũng có thể cô sẽ đi bỏ mẹ nó. Sửa khổ sung sướng nhỉ, có giỏi nhưng mà vậy. Có xong rồi nhưng mà nó lại không lưu cho mình. Đó là một con chung xe copy chat để xếp mà. Rồi ok. Rồi thế bây giờ quay lại project của mình thì cái thằng
sẽ test thử nhé. Ví dụ như là cái rằng bây giờ ví dụ cái tên kho, cái tên của cái API này là lấy ảnh đúng không? Đây sẽ test lên thành lấy ảnh. À, chạy. Nó trả ra cái gì cả, đang lỗi giảm số 7. Tên giảm sao vậy, mình chưa chuyển đến cái ID chat. Được, bây giờ ví dụ ID chat bằng 1 thì chẳng hạn. Đang dỗ lỗi giảm số 17. Giảm số 17 của mình đang bị lỗi. À đây. Quên, mình chưa sửa nó thành này. Có câu lệnh SQL mình chưa sửa. Nó lại này. Bị lỗi giảm số 17 á. Máy nó rồi. Vui. Dùng hàng có đi. Vui. Cho cháu cái cơ rồi đó. Rồi, ví dụ ID của mình vừa mình mới thêm để cho nó cái cháp xuống của ID là 15 đúng không? Đây mình sửa thành 15 thì sao? Đó, nó quả ra cái nick như mình mong muốn đúng không? Đó, hiện tại copy cái link này cho mình, các sang cài vào cái API lấy ảnh ấy. Đấy, bây giờ các bạn thay đổi đi, đổi đổi thằng này thành thành cái của mình. Đấy, nhưng ở đây các bạn cho mình thêm một cái string đó là ID chat. Đúng vậy, ID chat vào đây mình khai báo cho thêm một cái quan sát cơ lúc truyền vào ấy. Zip chấm ID chat bằng ID chat đó, quan sát cơ lúc truyền vào. Và đây mình sẽ cộng thêm cái ID chat mình nữa là sao, và cái ID chat này lấy từ đâu, lấy từ đâu ra thì nó sẽ lấy được lấy từ cái màn, nó sẽ được lấy từ cái màn này truyền sang. Ok chưa? Đó, mà nó truyền sang thì bây giờ nhé. Rồi thì cái ID chat bây giờ mình sẽ sang cái màn cái active email của mình. Đây, thì như lần trước mình hướng dẫn các bạn ấy là khi mà gửi chuyển từ cái màn nick các chuyện sang ấy, khi mà kích vào đây này, thì kích vào bất kỳ chuyện nào sẽ gửi ra được cái ID của chuyện đúng không? Đấy. ID của chuyện thì bây giờ gửi sang hẳn cái chuyện tranh luôn. Bây giờ khi mà mình kích vào cái ấy, là mình sẽ copy cái đoạn này. Đó, copy đoạn này sang màn chat activity ở đây của mình. Khi mà kích vào thằng này, được chưa? Đầu thằng cái chat chuyện rồi. Ờ, chết rồi, sai rồi. Từ từ, quên. Thì bây giờ thứ nhất là mình phải lấy được xuống cái ID của chat chuyện đó, bởi vì ở lần trước ở trong cái màn chat của mình đây, khi mà lấy data xuống này, thì cái lúc ở thì lúc đây mình chỉ lấy ra cái tên chat và ngày nhập thôi, đó đúng không? Thế là mình phải sửa lại một tí. Thứ nhất mình vào cái API chat chuyện mình đấy, ở đây xuất ra cả ID rồi. Thì bây giờ mình phải lấy thêm cho nó cái trường ID nữa. Đó, ID chat chuyện. Mình phải lấy thêm cho cái trường ID nữa. Mình ở đây mình sẽ khai báo thêm cho nó một cái gọi là cái ID. Đó. Đó là cái ID bằng lấy xuống cái trường ID đó. Thế thôi. Đó, thế là xong. Sau lâu rồi lấy xong thì có chết chưa, tạo cái set cho nó. Cái insert
Ok, tôi sẽ chuẩn bị đi rồi. Ok, thì sau bên sang cái màn chat activity à. Đấy. Thì từ copy đoạn code này chat activity mình paste xuống đây à. Thứ nhất thằng item của mình sẽ thay đổi một chút và chuyển từ màn chat qua màn đọc truyện. Và thứ hai cái data của mình muốn gửi sang, thứ nhất cái data mình muốn gửi sang là id chat put, đây mình không put cái thằng này nữa mà put, đây mình sẽ put thằng put string. Và cái thằng mình truyền sang là cái thằng ID chuyện đúng không? À, cái thằng ID ở chat đúng không? Thì mình phải lấy ra được cái ID ở chat. Nó là cái thằng lead chat, mình sẽ lấy ra cái lead chat này. ARR chat chấm red. Vị trí index, index ở đây là cái gì? Index đây là lấy ra cái vị trí của mình kích vào là cái thằng vị trí thứ y và chấm red. Lấy ra cái trường ID cho nó nữa. Đó. Rồi. Sau đấy mình copy thằng này tiếp này. Đó. Copy thằng này tiếp. Thì ở bên này mình khai báo thêm cho nó một cái tra một cái string id chat. Được chưa? Đó. Và trong cái hàm init này của mình bây giờ mình sẽ tiến hành mình lấy ra. Lấy ra thêm cho nó lấy ra cái trường. Thứ nhất là đầu tiên là lấy ra cái ban đầu chứ là ban đầu ta tiếp theo nữa là mình sẽ lấy ra cái thằng id chat bằng, mình sẽ lấy ra tiếp cái thằng id chat của mình d.getString, bởi vì mình ở bên màn chat activity mình gửi cho nó một cái string, với mình gửi cho nó sang bên cho nó cái string với cái key là id chat đúng không? Đấy, mình truyền đúng cái key này vào. Đấy, là xong. Thì lúc này mình đã có cái id chat rồi thì cái API lấy ảnh của mình ấy đang bị báo đỏ bởi vì mình chưa truyền cho nó cái ID chat, để vào trên này nó có thể chạy vào đến cái link có cái ID chat bằng cái ID chat mà ở cái màn chat mình truyền sang. Thì đây mình sang đấy dễ dàng thôi, mình chỉ phải cho nó mình truyền nó cho nó thêm cái thằng ID chat này là xong đó. Xong rồi rồi đấy. Rồi bây giờ run code này. Đó, xong rồi bây giờ mình tự chuyện là nó có trang một này. Đó. Xong rồi đấy, nó ra được 10 ảnh đúng không? Bây giờ nhá, bây giờ mình sửa tiếp này. Mình quay lại nhá. Quay lại này. Bây giờ mình sang, bây giờ mình không động một cốt nữa nhá. Đấy. Mình sang bên này này. Tắt. Mình copy thằng này chữa. Copy này mình paste ở dưới bên dưới cho các bạn. Rồi, tên này. Đấy. Đấy. Tên này. Rồi. Tắt chết. Bỏ mạng như miếng này bố cục hơi xấu. Xóa thằng này đi. Đấy. Chết rồi thì sau khi đấy xong nhé, bây giờ mình sẽ vào trong này. Được chưa? Mình chép, có nghĩa cái chuyện kia của mình sẽ chép cho nó thêm một cái thằng chat 2. Đó, thực hiện này. Nó xong. Bây giờ cái mình đã thêm thằng cái thằng chat 2 với ID là 16 đúng không? Thì bây giờ bên này mình mở cái file text kia của mình ra, mình ở trong này mình có cái thằng này.
ID 16 hết đây thành 16 16 16 16 16 16 16 16 đấy. Thì câu lệnh này bây giờ mình sẽ thực hiện câu lệnh này để thêm vào một bảng ảnh các cái link ảnh có cái ID chat là 16 đó vào trong này nhá. Bây giờ tiếp tục nhá, tiếp tục lại phải động vào cái mấy cái thằng chat một cái cái chat hai thế nào, xem chat hai nào. Ủa, trời ơi má hôm nào mày không muốn nào mình không muốn thêm mấy cái này vào, nó mang tính 16 cộng mà. Rồi, hết. Sửa lại chút này. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, Ctrl A, Ctrl C. À, động mấy ngày mình thích. Không thích thì ở luôn đấy. Luôn đấy. Động vào mấy cái này dễ dính kiểu 18 cộng là biết cho mình post cái video lên mình cũng ăn thích. Rồi, các bạn Ctrl C, các bạn paste đây. Đó, xong. Xong cái xong nhá. Đây là mình xong cái xong nhá, mình sẽ đọc chuyện này này. Đấy. Nó lấy ra cho mình hai cái chat, một là chat 1, chat 2 đúng không? Để mình chọn chat 2 này. Đấy. Rồi, đọc này. Bỏ mi ở. Bỏ mi ở. Quên quên hạn gì này. Cái quật que đi này. Rồi. Rồi thôi. Thế thôi. Đó, sang đọc chat 1 này. Đó, thôi. Đó. Ok, xong. Thì đấy là mình đã vừa hoàn thành xong cái thằng cái phần 3 của cái video là áp đọc truyện tranh này. Đó, thì project thì mình vẫn để mình sẽ để phần mô tả, project mình sẽ để ở phần mô tả các thứ. Thì cái áp đọc truyện tranh này ở đây xin được khép lại đây. Thì sắp tới thì mình sẽ cái mình đã định làm cái thằng này ở mình tẹo, có nghĩa là thằng trường hợp vào đây đại khái sắp tới thì mình sẽ triển khai đại khái một ít đại khái này các cái đại khái hướng dẫn cho các bạn làm các cái ứng dụng ở trên xe play này. Nếu như mà các bạn có cái ứng dụng nào mà các bạn muốn thực hiện đấy thì các bạn có thể comment bên dưới, mình sẽ nghiên cứu và mình sẽ hướng dẫn làm cho các bạn cái clip video hướng dẫn làm cái thằng đúng giúp đấy. Video của mình xin được dừng lại đây ạ. Chúc các bạn học được sinh viên nhé.